Xin kính chào quý vị và các bạn. Mặc dù thực tế là đã có 1.200.000 người di trú đang sống tại Hàn Quốc, chiếm 2/3 số dân của quốc gia, nhưng là người nước ngoài nên cuộc sống của họ tại sao thực sự khó khăn. Nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế người di trú, hội nghị niềm hy vọng dành cho người di trú đã được tổ chức, nơi ta có thể nghe những câu chuyện thẳng thắn của họ trong cuộc sống ở Hàn Quốc. Một cơ hội cho người di trú, nói công khai về sự ngược đãi đa văn hóa của xã Hàn Quốc được tổ chức tại hội trường hội thảo của Trung tâm Giáo dục Francesco ở Trương Đông, Seoul ngày 6 tháng 12 vừa qua. Người di trú chủ trì hội nghị đoàn kết hy vọng của 1 triệu người di trú, họ tự truyền đạt vào xã Hàn Quốc hiện thực của bản thân đang đối mặt. 60 người di trú là các đối tượng khác nhau, từ công nhân nhập cư, phụ nữ nhập cư kết hôn đến cả người tị nạn, đã tố cáo về mình đang chịu đau đớn do những quy chế hà khắc cao độ đối với người di trú. Họ đã khẳng định mạnh mẽ rằng người lao động di trú bị làm việc trong môi trường khổ hạnh, khó được thay đổi làm việc, còn phụ nữ nhập kết hôn thì bị đối xử bất công do nhập quốc tịch khó khăn. Nội dung tố cáo trong ngày này sẽ được gửi tới Trương Ngôi Đê và chuyển tới Tổng thống Yoon Bak dưới hình thức một bức thư Giáng sinh. Mặc dù chính phủ Hàn Quốc đã lập nên sở di trú và các trung tâm hỗ trợ cho người nước ngoài, gia đình đa văn hóa, nhưng thực sự là các cơ quan này đã không nghe tiếng nói của người dân di trú. Thay vì giả định đó là những bất mãn của một vài người nước ngoài, thì chính phủ nên có thái độ lắng nghe câu chuyện của họ.